Đang xin chào các bạn. Sau đây là đang xin giới thiệu các bạn cần tay. Tay 3H. Đồ fish. Chiều dài 54. Carbon 80%. Loại này hàng rẻ tiền các bạn. Dùng cho các bạn câu chết, câu du phi, cá chấm tầm 3 cân rồi xuống cũng chơi được đấy. Trực tiếp hôm trước mình đi mình câu thử con này, cân này rẻ tiền, chất lượng ok, câu con chấm 3, chấm cỏ 3 cân, không để ý, dòng rất phê. Đốt ngọn này là 1 ly các bạn nhé, ly mà nó có độ chịu lực rất tốt, uốn các bạn nhìn uốn tay uốn rất tốt. Thu gọn là tầm khoảng 70 cm thu gọn mà gióng ngắn, nút ngắn rút ra bạn. Vừa rồi đang fishing giới thiệu các bạn cần tay đun profit cần bát đang fishing. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của đang fishing.